lô nu gò công các bạn, mình mới bứng. Lô này nhìn nó cũng được. Cái này cái tông lắc nè. Mốt là một cái gành rớt này nhìn hay hay. Như ba cây tầm cao. Cây tông rớt nhưng mà tông cao. Cây này đẹp nhất nè. Cây tông được lắc nhưng mà đế nó nở. Cái này nó có một cái cây tử đeo dưới nè. Có cây tử đeo ngang hông, mốt làm cây tử đeo ngang hông. Cây này cái đế cũng đẹp đó bạn. Này cái đế tháng một đinh được nè. Có rễ hơi dắt dắt ra đục bỏ luôn nữa. Mặt đế này đẹp lắm nè. Tháng một đinh ngay đây làm cây trực trực lùng nè, trực búp măng lùng. Cây này cái đế đẹp mà. Đây, còn ai chơi tông cao thì nó chừa cái cốt nối. 5 cây 500k bao ship các bạn ơi. Giá khá là im. Mình cắt mình đục đẽo rất là kỹ nha các bạn. Đục đế rồi luôn nè. Cái bầu này về các bạn để đây được 1 tháng 2 tháng là bình thường nha các bạn. Bầu riêng đây nè. Để về cái mốt ra tược cũng được. Trồng. Nuôi công nha các bạn. 5 cây 500k bao ship. Anh em nào được ủng hộ. Cái này tán đầu đinh xuống cũng được. Hoặc là để tông cao. Tại cái này cái đế đẹp, cái này cái đế đẹp, đế được, đẹp. Nuôi công các bạn 5 cây 500k bao ship.